Hello, xin chào cô chú, chị và các bạn. Em đang có mặt tại ở quê nè. Buổi sáng ngày hôm nay thì em đang đi vào khu chợ cá ở quê em nha. Sẽ quay chợ cá này cho cô chú, chị, các bạn xem luôn ha. Hôm nay có cá gì không ta? Cá đục hả? Cái sông, cái đục, cái liệt một này. U bà tuột thôi mà. Cái nhái này. Cái đối, cái nhái. Hả? Cái đối, cái nhái. Cái mú. Cái dìa, vua dìa bự. Ủa, tụi chưa? Cái dìa mua. Cái mú. Cái mú là cái gì à? Cái gì à? Cái gì à? Con kia là cái chim hả? Cái đối, cái nhái, cái đối to to không mày? Ủa con này là cái gì? Cái mập con hả? Cái đây cái lửa to. Một đuôi bạch tuộc là tuộc to chưa? Ủa mấy cái nhái nhỏ mà. Ờ gì à? Tử. Ừ. Cái cờ đúng không, cái cờ đúng không, để cả cờ cái bò vậy đó. Sầu cá cũng có mấy cái lợn. Đầu cá cờ còn nhìn thôi. Đầu cá cờ còn nhìn thấy luôn. Tôm chưa tôm mấy. Đi coi đây. Cá mớm. Cá cơm. Bốn ngàn cái nọc. À cô chú gì. Mấy bà cô mấy gì. Nó là gì. Cá đuối. Cá đuối này. Cá đuối này. Cá đuối to dữ hả? Chợ cá. Lên đây. Lên chợ rau, chợ trái cây. Cái mập con hả? Đâu? Phạm. Cái nhám. Buồn quỷ cái đuối to dữ vậy. Ok bây giờ đi lên chợ rau. Ở đây. Nó hả? Mới về không? Mới xuống xe hồi 5 giờ. Không có gì chơi. Không cưới ai? Đừng có gì chơi. Ai da. Ốc nè. Đi chợ sớm vậy nha. Đi chợ. Đi vào chợ. Ra chợ rau, chợ trái cây. Khu này là bán đồ gia dụng, bánh kẹo.
hai đứa gì luôn hơn nữa chứ. Dưới quê mà ta đi chợ rất là lạ luôn. Chìm rồi. Ra là tôi dùng xuống. Xe cọt, xe nhỏ nhỏ không à? Chưa, quay à? Đâu nữa không? Quay xíu nữa. Đây nè, đây ngoài đường lớn, đây đường hàng chính. Có bán dầu nữa chưa? Ok, lái xe. Gì à? Gì? Xem qua bên khu kia mà quần không em ơi. Vậy đi bộ qua khu kia. Đi. Chạy lên trên kia quay nhé. Quay cái đường chợ và quay đấy thì lái xe. Ý là đi dọc lên á, hiểu không? Hiểu không? Sẵn giờ luôn, hiểu không? Ờ, đợi mốt quá. Dâu hết nở. Ok, giờ mà chạy xe lên hút bên kia nha. Giờ trái cây nhiều hơn. Khối đồ được không? Xong công an dí luôn. Ủa mày với bên mày đi chợ hả? Đi. Hôm nay đi chợ sớm, mới có 7 giờ sáng. Khá vậy là cũng khá là được rồi. Hôm nay mùa mưa gió mà. Không mưa gió. Có cái sai kìa. Quá trời trái luôn. Xe min nha. Ủa phải không? Đúng rồi, xe min. Đá trời, cô đây là trời trái cây của em này. Đây này. Đây trời trái cây của em nha. Đặt thẳng thôi mày. Đó, chỗ hoa. Trái cây. Ok, chắc là giờ em cũng đi về thôi. À, vào chợ buổi sáng hôm nay thì có cá khá là nhiều. Ok. Chắc là em kết thúc video tại đây nha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video mới nhất của em nha. Bye bye.